Em chào mọi người ha. Hôm nay em giới thiệu với mọi người đó là cái hốp tiếp C ra 6 cổng ha. Đầu vào của nó là cổng tiếp C nè. Mình có thể kết nối được với điện thoại, máy tính bảng có chức năng xuất hành mắt M1, M2, sụp vây, kênh là bên 3 và 4 là mình có thể kết nối ha. Ra màn hình TV, máy chiếu, cổng HDMI. Cái này là mình đang kết nối với HDMI ha. Độ phân giải là 4K, 30Hz. VGA thì 1080. Sản phẩm này nó ra được hai màn hình song song cùng lúc giống nhau ha. Hai cổng USB thì mình có thể kết nối được với con chuột, bàn phím hoặc là USB. Tiếp C data kết nối dữ liệu. Tiếp C PD hỗ trợ sạc là được 100W nha. Mình test thử cổng USB ha. Kết nối vô là tự động xuất hành nha, không cần cài đặt gì hết nha. Rồi, để biết thêm thông tin về sản phẩm á, thì mọi người liên hệ lại shop để mình hỗ trợ về kỹ thuật nha. Em chào mọi người ạ.